Vô 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 uh, 11 giờ 11 giờ 30 mình sẽ nhảy lên cái phát tuyến Mình sẽ cố gắng làm cái video này rất nhanh Và có đâu khoảng 10-15 phút uh, Trong một sự chuẩn bị Ok Salana 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 à, uh, Xin lỗi xin lỗi xin lỗi Ok Salana Salana ngay bây giờ là 11 giờ lại 7 phút uh, Ngày 11 tháng 7 năm 2021 nhập luôn Vừa rồi như vậy mình có cân nhắc Giữ cái hình Một cái hình một Giữ hai cái vành đen này chút đầu đi lên như vậy là 60% phá vỡ đi xuống lúc nào cũng vậy đó là cái công thức mình đã lan tỏa ok 18 19 tháng vừa rồi kem okay. giữa hai cái vành đen chút đầu đi lên như vậy tương thường nó sẽ xuống, xuống 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 vừa rồi nó đã xuống khúc nhớ trong cái video tín hiệu vừa rồi mình cân nhắc cho bạn là đây là số 1 con giá là 38 uh, 138.2 uh, ok nếu mà nó cắn con giá đó và ngay ngay bây giờ nó đang nằm ở dưới con đá đó rồi thì xác suất là nó sẽ xuống, xuống 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 thì cái con giá kế 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 tiếp số so, so 2 số so 2 số so 2 đóng dấu đóng dấu là nó đã sập rồi đó. Có nghĩa là nó sẽ retest cái cái chế độ này. Ok 135 và 135 và 125. Ok thì nó là nó sẽ thử thách xuống thêm một lần nữa cũng giống như vậy này. Ok ba, 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 xuống tới khoảng cỡ 125. Ok nếu mà chống được thì nó sẽ lên lại. Ok thì đó là cái cơ hội cuối cùng còn không có là cái gì? Không có còn không có nếu mà nó nó không chống được ở trong 125 thì rõ ràng là nó rất xuống 119 khoảng ở, dưới rất dưới 119 thì nó rơi vào khu vực này. ok. À, hồi hôm qua như vậy mình có nói về cái vấn đề là nó uh, ngay bây giờ một là abc được diễn ra đúng không ok a b c nếu nó sập luôn nếu nó sập luôn ok nếu nó sập luôn 100 130 uh, 133 thiếu nghĩa là ABC được diễn ra và ABC được diễn ra. Ok, chưa sau khi nó rớt dưới 133 nó sẽ có một sự thử thách nữa một chấm lần nữa 125, sau đó 119 và sau đó rớt dưới 119 thì nó sẽ rơi vào khu vực này rồi. Ok. Còn cái vấn đề mà cái hình tam gọi là hình tam giác được diễn ra uh, cái vấn đề hôm qua mình chia sẻ cho bạn. Ok. Uh, hôm qua mình chia sẻ cho bạn. Ok, cân nhắc là một nhanh uh, nhanh một chút xíu. Ok. Đây là A, đây là B. Vừa rồi cái sự sập của đó là C nó sẽ có cái sóng d và sóng e nhưng ngay bây giờ mình phải cần cái sóng nó đi lên ngay bây giờ nó không có cái xác suất đó nó ít hơn ít hơn ít ít hơn là hồi lại và vừa rồi như vậy bạn có thể thấy là nó đã rơi dưới một con giá của mình như là 100 ok 100 138 ở đây giữ 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 giữ, giữ tiếp tục leo thang còn không có nó cho bạn cái tín hiệu đó là cái tín hiệu đầu tiên nó cho bạn cái abc được diễn ra ok và a nằm đây đúng không b nằm đây và C C rồi khu vực này ok nó đang tụt thủ không gì hết xác suất là xuống nhiều hơn lên ngay bây giờ xuống nhiều hơn lên ngay bây giờ xuống nhiều hơn lên ok xuống nhiều hơn lên à, vừa rồi như vậy mình đã nói rồi để ý cái đường chỉ đen này để ý cái đường chỉ đen nào nó vào vô luôn cái đường chỉ đen thì nó có nghĩa là xác suất nó sẽ à, nó tạo sóng số 3 sóng số 3 còn không có nằm ở ngoài đường chỉ đen thì xác suất xuống 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 thì cái tín hiệu vừa rồi là chọn cho chọn đây xóa đây xóa đây xóa đây xóa đây xóa đây xóa đây, và xóa đây. ok và cân nhắc luôn nó cố gắng cố gắng đánh vỡ cái về cái vàng chỉ xanh này này rơi vào con giá 145 bạn có thấy cố gắng đánh vỡ một lần không được đánh vỡ lần thứ hai không được đánh vỡ lần thứ ba không được ok thì nó ra nói lên câu chuyện là rất yếu rất yếu rất yếu vừa rồi không chỉ vậy nằm giữa hai vành đen này chút đầu đi chút đầu đi lên như vậy thì 60 phần trăm phá vỡ đi phá vỡ đi xuống vừa rồi đã ok ở ngoài vành đen phá vỡ đi xuống mà mình cân nhắc với mũi mũi tên ở cái vùng này không chỉ vậy đây mình nói là 138 chống được thì tất cả mọi thứ sẽ leo thang không chống được thì tiếp tục sẽ sập và vừa rồi như vậy nó đã râu dưới 138 thì cái xác suất kế tiếp là nó sẽ rơi vào cái con số 2 đây là con số 2 con số 2 và 133 kế tiếp ok và nó sẽ thử thách nó sẽ thử thách ok mình mình xóa bỏ cái này ok xóa bỏ và nó sẽ thử thách 125 kế tiếp chống được 125 có thể quay đầu đi lên làm cuối cuối cùng nữa có thể là cái sóng số 3 sẽ có thể thêm một đợt nữa đi lên đây là sóng số 1 lên này sóng số 2 là đám số 3 ok mình vẽ vẽ tượng chân ok thì nếu mà nó chống ở 125 thì nó sẽ có một cơ hội đi lên nữa. Còn mà nó sập dưới thì có nghĩa rằng là gì? Có nghĩa là 119 là kế tiếp và dưới 119 thì có nghĩa là là gì? Nó sẽ rơi vào cái khu vực này. Nhớ, nếu mà nó rớt dưới 119 á. Ok. Thì nó under 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 dưới 119 là ABC được diễn ra. A à, uh, not ABC. Ok, not not ABCD Ok, ABCD thì hôm qua mình cũng đã chia sẻ rồi. Nó không phải là một hình tam giác được rồi. Nếu mà rớt dưới 119 thì nó sẽ ra, rơi vào cái vùng vùng giá này. Nhớ nếu mà làm nó là hình tam giác á, thì nó thằng E nó sẽ kết thúc ở cái vùng này và cái con sóng số 4 á, nó sẽ nằm ở trên 119, đây 119 nó nằm trên 119. Còn ngay bây giờ nếu mà nó tiếp tục sập luôn thì nó sẽ rơi vào cái khung giá này. Target 190 8 à, 80 86 cái vùng đó là cái vùng mua vô. Nhớ cái chống lưng của con Salana là 52, giữ được trên 52 thì tất cả mọi thứ sẽ lâu thang. Cái chống lưng này mới là cái chống lưng chính, còn tất cả những cái chống lưng ở đây mình vẽ cho bạn nó chỉ là cái chống ly, lưng gì? Nó chỉ là cái chống lưng lưng phụ. Ok. Thì đây vừa rồi như vậy là mình cho bạn một mũi tên ở cái con giá. Ok. Là cái vùng 138 ok vừa rồi nó sự sập sự sập à, và tất cả những thứ mình chia sẻ cho bạn ok giữa hai vành đen chút đầu đi lên sập xuống ok à, ba nó cố gắng 3 lần 1 2 3 không được xuống ok mình cho bạn cái tín hiệu rất dưới 138 sập ok thì vừa rồi nó rất dưới 138 rồi xác suất là nó tiếp tục xuống thêm ok và cái vùng này bạn có thể thấy là no, not impossible có nghĩa là nó không có một sự mạnh bạo ở đây để đi lên để phá vỡ cái vành xanh này không có ok rất là yếu 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 đã cân nhắc cân nhắc cân nhắc cân nhắc và đây cân nhắc thêm một lần nữa ok xóa luôn cái mũi tên này cho nó trống, cho nó dễ coi ok nè rớt dưới 138 60 ok giữ được thì tất cả mọi thứ sẽ leo thang giữ không được thì nó là ABC được kiện ra thì ngay bây giờ nó đang nằm ở cái con giá luôn 100 uh, 138 xin lỗi bạn 138 60 ok nếu mà tiếp tục nó tiếp tục bò lên lại nhớ là vừa rồi nó rớt xuống như vậy thì đây chỉ là một cái râu thôi rớt dưới con giá này từ 3 tới 8 tiếng ok từ 3 tới 5 tiếng nó mới xác thật ok nhớ lúc nào bất cứ một con giá là mình chia sẻ cho bạn thì nó từ 3 tới 5 tiếng thì đừng có vội vội vô cái lệnh này là cái lệnh nọ bạn phải đợi để nó xác thật rớt dưới từ 3 tới 5 tiếng thì có nghĩa là nó đã sập rồi ok ngay bây giờ nó đang nằm ở cái tiếng thứ hai của nó thôi đây là khung giờ đang nằm tiếng thứ hai thôi có nghĩa là bạn thêm 3 tiếng 3 tiếng nữa Ok, 3 tiếng nữa Có nghĩa là đâu khoảng 2 giờ sáng 3 giờ sáng gì đó Nó nằm dưới con giá 138 thì xác suất là là xuống 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 Vẫn vậy, ok, để lại cái mũi tên Đây, đợi thêm vài tiếng nữa Nếu mà nó nằm dưới 138 thì đây là cái tín hiệu, đây là cái định mệnh của bạn Ok, nếu mà nằm trên 138, ok trong những cái giờ tới đây, ok, thì xác suất là nó sẽ quay đầu đi lại và nó thử thách thêm một lần nữa cái cái đường chỉ xanh này, đường chỉ xanh này, đường chỉ xanh này, đây một lần thử thách, hai lần thử thách, ba lần thử thách không được, thế nào là vậy? Ok, xác suất xuống nhiều hơn lên bởi vì nó đã phá vỡ 138 chủ yếu là để xác thật nó thì nó phải cần nằm thêm vài giờ nữa từ 3 tới 5 giờ nữa ok từ 4 giờ nữa nằm dưới cái đường chỉ màu vàng này 138 và cái con giá đóng dấu là để sập luôn á thì rõ ràng mọi người biết là 133 nếu mà rơi dưới 133 Ok thì đây là số 2 nè, ok, đóng dấu cái sự sập của nó, cứ sập sập của nó. Đây là cái sự sập của nó kế tiếp, ok, 125 sự thử thách 125 và sập dưới 125 119 119 không giữ chống được thì rơi vào cái vùng này có nghĩa là gì là ABC được được diễn ra thôi chứ không gì hết nhớ đây là cái sóng số 4 đây là cái sóng số 4 nha sóng số 4 cái okay. cái đỉnh vừa rồi của nó rơi vào 200 mấy đây mình xin lỗi bạn cái đỉnh vừa rồi của nó rơi vào ok 210 đây là sóng số 3 và tất cả những cái sự bay bổng bong bỏ, bóng xuống vừa rồi đó nó là cái sóng số 4 thì cái gọi là nó chán nản chán nản chán nản thôi sau khi sóng số 4 hoàn tất đúng không rơi vào cái cái khung giá này ở cái khu vực này hay là khu vực này sóng số 5 sẽ được diễn ra thì nó dẫn dắt cái con giá này lên khá là cao khá là cao cao bao nhiêu thì bạn phải coi những tiếp tục coi những cái tập vừa rồi nhớ đừng bỏ lỡ một cái tín hiệu nào hết đây là cái cơ hội duy nhất bạn có có thể có được tự do tài chính trong những cái tháng và những cái năm tới đây rõ ràng chơi spot chơi tương lai thì chỉ là dòng dòng cái chợ nếu đầu tư dài hạn thì bạn mới có được tự do tài chính chấm hết cân nhắc mỗi ngày như vậy ok vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này nhớ giữ được trên 138 từ 3 tới 5 đợi ngay bây giờ là 11 giờ 15 đúng không bạn đợi đâu khoảng cỡ từ 2 giờ mấy 3 giờ bạn thức dậy nó nằm trên 138 đánh một lệnh lon lên nằm dưới 138 đánh một lệnh lò short, short xuống ok nếu mà nó bay bổng lúc mà nó bay lúc mà đó là mà nó bay bổng đánh 30 x ok lúc mà nó không bay bổng đánh ok 3 x 5 x 8 x theo cái tín hiệu nhớ đợi từ 3 tới 8 tí à, từ, 3 tới 5 tiếng nữa có nghĩa là đâu khoảng cỡ vùng cái vùng 3 giờ sáng 4 giờ sáng ok thì cái vùng đó nó mới nói lên cho bạn cái câu chuyện là lên lại sóng số 3 ok à, vẽ vẽ từng chân đúng không đây là sóng số 3 ok vẽ từng chân hoặc lên lại và sóng số 3 nè ok vẽ lên là sóng số 3 và cái sóng số 3 như vậy á, cái con giá ok, nó phải nằm trên 152 nghe, đó mới là chứng tỏ nó là sóng số 3. Ok, một trên 152, nó là sóng số 3. Sau đó sóng số 4 và sau sóng số 5 lên tới cái vùng à, vùng gì? Vùng đây. Đây là cái vùng nó sẽ đụng tới. Ok. Đây, ok. Gọi là rõ ràng rồi đúng không? Ok, không có một gì xác mắc gì ở đây. Phải đợi thêm một chút xíu nữa để nó xác thực tín hiệu. Vậy thôi, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này. Xin chào. Ok, nếu tín hiệu vừa rồi, chuẩn 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 mà nó sập sập sập, phần trăm sập nhiều hơn. Ok. Và nó sập như vậy và nó sập như vậy cho mình xin chỉ chuẩn, chuẩn 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 bên dưới, ok? đừng có gọi là gọi là mình xin một cái tín hiệu chuẩn như cái cái cái, cái chữ chuẩn như vậy ghi chữ chuẩn bởi vì sao? mình ở đây mình chia sẻ tín hiệu như vậy đó, ok? chủ yếu là mình muốn giúp một triệu người thành công ở Việt Nam này chứ không phải là hai ba người lê quê Cần nhắc nếu rõ ràng mình có một cái giai đoạn mình cố gắng cố gắng hết sức mình như vậy nếu mà mình không giúp được thì có nghĩa là mình sẽ rời mình rời hết tất cả mọi thứ mình sẽ đi lại cái về hưu lúc 36 tuổi mình đã về hưu rồi thì bây giờ mình quay lại cái về hưu của mình ok mình sẽ sống một cuộc sống gọi là cái gì đó không có trên mạng xã hội nhắc, Cần nhắc cân nhắc ok thì ok bạn làm cái phần của bạn mình làm cái phần của bạn giúp bạn chốt đơn chốt đơn đó là cái phần của mình và cái phần của bạn là nếu mà tín hiệu nó chuẩn ghi thì ghi chữ chuẩn 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 tín hiệu anh đen chuẩn bên dưới tín hiệu tiền ở bị chuẩn bên dưới ấn vô ngón tay thì đó là trách nhiệm của bạn chứ không phải là cái phí của bạn leo que uh, vài xu vài cắc, ở đây rõ ràng nó là vậy 歡迎，歡迎。干嘛